âm mưu tuyển chồng giám đốc của người vợ cặp bồ với bảo vệ. Người phụ nữ này đã lên kế hoạch tiễn vong chồng rất chi tiết, với niềm tin rằng một khi chồng mất đi, cô ta sẽ cực kỳ giàu có. Nhiều tháng sau vụ sát hại Steven, cảnh sát bắt được nghi phạm thứ ba là người đàn ông có tên Robin. Người đàn ông này không chỉ thú nhận tham gia vụ sát hại Steven, cùng với hai người đàn ông đã bị giam giữ mà còn xác nhận rằng Evelyn, vợ của Steven là kẻ chủ mưu. Với hy vọng giảm án, Robin hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Hắn khai Evelyn đã thuyết phục ba người đàn ông rằng một khi chồng mất đi, cô ta sẽ cực kỳ giàu có. Cô ta sẽ giúp họ có một cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi sự nghèo đói. Evelyn đã lên kế hoạch đoạt mạng chồng rất chi tiết. Cô ta đưa chìa khóa văn phòng công ty của Steven cho những kẻ sát nhân. Evelyn thậm chí còn lái xe đưa nhóm bắn súng đến nơi và ngồi trong ô tô gần đó chờ đợi khi chồng cô ta đang bị sát hại ngay trong căn hộ trên. Evelyn đã kịp trốn trước khi cảnh sát ban hành lệnh bắt, nhưng không lâu sau cảnh sát đã tìm thấy và bắt giữ cô ta. Cơ quan công tố nhận định Evelyn có lý do để gây án. Cô ta ngoại tình và không còn tình cảm với chồng. Ngoài ra, việc Steven yêu cầu học nghề và kiếm tiền đã khiến cô ta tức giận. Cùng với đó, Steven ngừng đưa tiền nên Evelyn không thể chu cấp cho tình nhân và chi tiêu cho các thói quen xa xỉ. Hành trình của người mẹ. Ngày 25 tháng 11 năm 2004, phiên tòa xét xử Evelyn diễn ra. Bà Margaret David, mẹ của Steven cũng tham dự. Bà nói với tòa rằng không muốn thấy vợ của con mình phải chịu án tử. Cuối cùng, tòa tuyên án Evelyn 40 năm tù không có cơ hội được ân xá. Trong thời gian diễn ra phiên tòa, con trai của Steven và Evelyn ở với ông bà ngoại, còn con gái sống với vợ chồng bà Margaret ở Anh. Để tìm ra kẻ sát hại con trai, Margaret đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Bà không chỉ trả tiền cho thám tử riêng, mà còn ủng hộ chi phí đi lại cho cảnh sát trong quá trình tìm kiếm những nghi phạm. Sau này, bà vẫn tiếp tục gửi tiền cho bố mẹ của Evelyn. Họ đã cung cấp thông tin giúp kết tội Evelyn. Để làm những điều này, Margaret đã phải bán ngôi nhà và sử dụng gần như cạn kiệt tiền tiết kiệm. Khi được hỏi tại sao quyết định tự mình điều tra, Margaret đã nói rằng bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm vậy trong hoàn cảnh đó. Với sự quyết tâm và kiên trì, bà đã khiến cho những kẻ gây nên sự mất mát cho con trai mình bị bắt và sẽ phải dành phần lớn cuộc đời trong tù cho tội ác mà họ đã phạm phải. Margaret sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình, nhưng bà có thể nhìn thấy khuôn mặt của Steven trong những đứa cháu của mình. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.